Tối mi đang làm gì đây, gấp áo à? Con gấp áo à nào? Ui dồi ôi, bạn mi giỏi nhờ, biết gấp áo kìa, bạn Khánh mi quá giỏi luôn. Đấy, ui dồi, Hận Du Du à, kìa. Gấp 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 vậy à, ui dồi. Xong rồi à? Rồi sao áo lại để áo dưới đất đi, nhặt lên con. Gấp đi. Úi giời, gấp thế à? Rồi thì cất đi.